thả chìm xuống lên đây nhé. Các bác có thể nhìn thấy. Dạ vâng, xin chào quý vị và các bạn. Trước mắt quý vị và các bạn là dòng máy bơm chìm 12V. Thì bên em đang bán phân phối trên thị trường hiện nay. Thì đúng với cái tên gọi là bơm chìm. Đấy, các bác cứ mua cái chiếc máy bơm này, các bác thả xuống một cái hồ này hay một cái bể gì đấy, đấy, cứ thả chìm nó xuống thì là nó có chức năng là bơm nước lên. Chúng ta vừa có thể dẫn nước ra ngoài hay là dẫn nước tưới thoải mái nhé. Thì dòng này nó là dòng bơm chìm 12V, vì vậy là nó sẽ là lạp bình ắc quy nhé. Đấy, các bác nhìn đấy, nó có hai cái đầu dây này, chúng ta lạp vào cái bình ắc quy này chúng ta thôi. Thì ở đây nó có hai cái dây, thì là cái dây đỏ chúng ta sẽ nối với cả cực dương ở cái bình của chúng ta, và dây xanh sẽ là cực âm. Thì các bác chú ý nối nhé. Đấy, nó có thể các bác có thể đọc theo cái quyển hướng dẫn sử dụng này. Đấy là chúng ta sẽ hiểu thôi. Nó sẽ có những cái thông số sau, nó sẽ đọc sơ qua cho quý vị và các bạn biết ở cái thông số của cái máy này. Đấy, nó công suất ra là 180W này. Cái lưu lượng nước của nó lên tới là 6 m³ trong 1 giờ. Đấy, khá là cao so với cái máy bơm chìm 12V này. Nó rất nước cao khoảng tầm độ 18 m nhé. Đấy, tốc độ vòng quay của nó là 3.800 vòng một phút. Đấy, ống của nó, ống ra là ống 27. Đấy, các bác chú ý và sử dụng cái bình ắc quy 12V của chúng ta không? Thì đấy là một số thông số cơ bản đối với chiếc máy này. Thì còn về giao diện bên ngoài các bác còn gì đấy, trọng lượng của nó nên khá là nhẹ, nó rơi vào khoảng tầm độ 3 kg thôi, rất là nhẹ. Các bác có thể xách đi, ta dùng các cái bể con của chúng ta cũng rất là thoải mái nhé. Thì nó kết hợp giữa ở dưới này, cái cho rác của nó sẽ là bằng nhựa, ở trên này nó sẽ là mạng một cái lớp nitro. Đấy, cái lớp này nó sẽ là chống rỉ. Đấy, rất là đảm bảo của quý vị và các bạn nhé. Đấy, rất là sáng bóng, nhất là giao diện rất là đẹp, thứ hai là chắc chắn này và cái độ thẩm mỹ rất là cao. Thì các bác trong quá trình sử dụng thì chúng ta có một số lưu ý nhỏ là chúng ta thì chúng ta sẽ thấy là chiếc máy này yếu, hay là chúng ta nó cái lưu lượng nước nó hút lên không đảm bảo, chúng ta có thể kiểm tra lại cái bình sạc của chúng ta xem là chúng ta có sạc đầy hay chưa. Đấy là lý do nhất. Lý do thứ hai là chúng ta kiểm tra cái chỗ lọc rác của chúng ta xem có vướng rác này hay là vướng cứng bóng này hay là vướng các cái vật mà chúng ta phải cản trở cái nguồn nước để hút lên. Đấy là một số cái lưu ý nhỏ khi chúng ta sử dụng cái máy này. Đấy, còn về chúng ta chỉ việc lạp vào bình ắc quy 12V chúng ta thôi, chúng ta có thể xách đi thoải mái nhé. Đấy, loại này là rất là ok để các bác em dùng cái mùa mưa bão để chúng ta hút nước từ trong nhà ra rất là thoải mái. Đấy, lượng nước khá là cao. Thì trên đây em báo giá sản phẩm luôn. Một chiếc máy bơm chìm 12V bên em đang bán có giá đó là 570.000. Giá đã bao ship tận nhà rồi. Các bác nhận hàng kiểm hàng cái thanh toán bên em. Thì mọi thông tin thì các bác vui lòng liên hệ với em theo số điện thoại đã lưu dưới màn hình. Cảm ơn quý vị và các bạn xem hết video.